nằm cách thành phố Phan Giang Tháp Chàm khoảng 35 km, Hàng Giái thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải là một địa điểm độc đáo với bãi đá san hô cổ có tuổi đời hàng triệu năm và cảnh thác nước chảy ngược lúc thủy triều lên. Nơi này đang là điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước, mà ai đến Ninh Thuận cũng phải đặt chân lên. Hàng Giái là tên do người dân địa phương đặt. Theo thông tin giới thiệu tại đây, cái tên Hàng Giái xuất phát từ việc những chú giái cá biển chọn những hang hốc được hình thành từ những quần thể đá xếp chồng lên nhau làm nơi sinh sống. Có người dân ở đây bảo, đến bây giờ, thỉnh thoảng vẫn thấy có giái cá vào trong hang. Hàng Giái cấu tạo bằng đá san hô cổ, nằm sát mép biển, với phần san hô nổi trên mặt nước như một phiến đá khổng lồ. Cấu tạo đá san hô khiến bề mặt bãi đá lồi lõm, lởm chởm những tai đá nhọn cùng các hố đá, giống như trên bề mặt sao hỏa hoặc mặt trăng. Bãi đá san hô cổ này vốn là một thềm san hô, được đánh giá cao cả về mặt địa chất và lịch sử. Khoảng 1.800 năm trước, mực nước biển thời đó cao hơn bây giờ 20 mét. 1.000 năm sau, nước biển lùi ra dần, làm lộ ra hình dáng của thềm san hô cổ ngày nay. Bên dưới rìa bãi đá san hô cổ là một thềm đá khác nằm về hướng Bắc, còn gọi là bãi đá muối. Theo lời người dân địa phương ở đây kể lại, mỗi lần thủy triều lên, nước biển tràn lên mặt bãi đá và sau đó rút đi để lại nước đọng trong các hố đá nhỏ. Nước này phơi dưới ánh nắng gay gắt của xứ nắng Ninh Thuận, bốc hơi và trở thành muối đọng lại. Một hướng dẫn viên du lịch ở đây cho biết, muối đọng trong các hốc đá nhiều đến mức người dân ở đây vẫn lấy về dùng. Thềm đá muối này còn đặc biệt ở chỗ, khi thủy triều lên, nước tràn lên mặt đá, cặp độ dốc lại tràn ngược trở lại xuống biển, tạo nên hình ảnh những thác nước kỳ thú trên mặt biển. Một điểm đặc biệt nữa của thềm đá này là màu sắc thay đổi theo ánh nắng và mặt nước biển theo thời gian hàng ngày. Bãi đá muối cũng là địa điểm quen thuộc của nhiều nhiếp ảnh gia để chụp được những khoảnh khắc tuyệt đẹp của cả đá và biển vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn. Mới đây, giải thưởng nhiếp ảnh Ninh Thuận, miền di sản do tạp chí Heritage, Vietnam Airlines và Mekong Oan phối hợp tổ chức. Theo các hướng dẫn viên du lịch ở đây, thời gian thích hợp nhất để tham quan bãi đá san hô cổ là từ tháng 3 đến tháng 9 hàng năm.